cặp sách đến trường, ngồi bên cạnh thằng con trai. Người đâu sao mà ngó thế, không biết học hành sao đây. Từ ngày cặp sách đến trường, ngồi bên thằng bạn thân yêu, thầy cô cho bài khó thế, đưa hắn 5 phút là xong. 5 phút là xong ngay. Công ôi mê xoài, những món ngon của thời học sinh, trốn học quay bài, ôi học trò mấy phá qua đi thôi. Mái trường trang vờ, từng góc nhỏ động lại trong em, cánh phương sân trường giờ chỉ là kỷ niệm trong tôi. Từ ngày cắp sách đến trường, người bên cạnh thằng con trai. Người nào sao mà ngố thế, không biết học hành sao đây. Từ ngày cắp sách đến trường, người bên thằng bạn thân yêu, thầy cô cho bài khó thế, đưa hắn 5 phút là xong. 5 phút là xong ngay. Công ơi mê xoài, những món ngon của thời học sinh, trốn học quay bài, ôi học trò mấy phá qua đi thôi. Mái trường trang vờ, từng góc nhỏ động lại trong em, cánh phương sân trường giờ chỉ là kỷ niệm trong tôi. Từ ngày cắp sách đến trường, ngồi bên cạnh thằng con trai. Người đâu sao mà ngố thế, không biết học hành sao đây. Từ ngày cắp sách đến trường, cắp sách đến ngồi trường, bên thằng bạn thân yêu, thằng bạn thân thầy cô cho bài khó thế, đưa hắn 5 phút là xong. 5 phút là xong ngay. Công ơi mê xoài, những món ngon của thời học sinh, trốn học quay bài, ôi học trò mấy phá qua đi thôi. Mái trường trang vờ, từng góc nhớ động lại trong em, cánh phương sân trường giờ chỉ là kỷ niệm trong tôi. Công ơi mê xoài, những món ngon của thời học sinh, trốn học quay bài, ôi học trò mấy phá qua đi thôi. Mái trường trang vờ, từng góc nhớ động lại trong em, cánh phương sân trường giờ chỉ là kỷ niệm trong tôi.